trong AppSheet để cho anh có thể tự tìm hiểu tiếp. Thì ở đây chúng ta có bốn cái phần là data này, view này, action và automation. Thì như em đã giới thiệu qua, data thì sẽ là cái phần mà mình đưa vào các bảng, các dữ liệu. Ở đây mình xử lý công thức, mình xử lý dữ liệu, mình khai báo kiểu dữ liệu cho nó. Đấy, còn ở phần view này thì sẽ là cài đặt các cái gọi là cửa sổ hiển thị. Đấy, các cửa sổ hiển thị thì có rất nhiều cái kiểu, ví dụ như ở đây kiểu calendar là kiểu theo tháng này, kiểu hiển thị theo lịch anh ạ. Kiểu deck này thì nó sẽ là một cái danh sách sổ từ trên xuống. Kiểu table là kiểu dạng bảng, nó gần giống như bảng Excel. Kiểu gallery thì thường thường mình sẽ trình bày những cái bảng mà nó có hình ảnh ấy. Đấy, kiểu chi tiết là mình xem chi tiết từng dòng một. Kiểu map thì mình sẽ xem dạng bản đồ. Kiểu chart thì như em hướng dẫn cho anh mấy hôm nay thì mình đang dùng rất nhiều cái này, nó là dạng biểu đồ. Thì được, trong biểu đồ thì nó cũng có rất nhiều chart tay chi tiết như thế. Dartboard là cái kiểu xem mà nó phối hợp nhiều nhiều cửa sổ vào với nhau. Ví dụ như này, mình phối hợp 4 cái cửa sổ vào cùng một màn hình hiển thị. Rồi, kiểu form thì những cái phía sau này thì nó ít dùng. Cái card này thì thường mình sẽ tạo một cái menu home này ạ. Rồi, đấy là về cửa sổ hiển thị. Tiếp đến là về phần format ruler này thì sẽ là nó giống như tính năng format ở trên Excel ấy. Mình sẽ có thể bôi đậm này, cài đặt icon hiển thị này, chỉnh màu này, in nghiêng, in đậm, gạch ngang. Đấy, action thì sẽ là các cái hành động, như em lấy ví dụ cho anh ấy. Ví dụ trên bảng tính Excel này, mình thực hiện thêm mới một dòng này. Rồi, mình thực hiện là copy từ dữ liệu từ bảng này sang bảng khác này. Mình chỉnh sửa dữ liệu các bảng này. Thì đấy là các cái hành động. Và trên app thì mình sẽ kiểm soát các hành động đó bằng cái action này. Còn automation thì nó sẽ chia làm hai phần. Một phần đó là các cái đây. Một phần thì sẽ là các cái action. Thì nó cũng giống như action kia, nhưng mà mình sẽ thực hiện một lúc nó nhiều action, hoặc là với số lượng dữ liệu nó rất lớn đấy anh. Đấy, và cơ chế nó khác nhau. Action thì theo cơ chế đó là làm xong đồng bộ, làm xong này hiển thị xong bắt đầu bên đến đồng bộ. Còn action thì nó làm ngược lại, nó sẽ là nó chạy ngầm xong nó bắt đầu mới hiển thị ngược lên này ạ. Thì chỉ có là cơ chế nó khác nhau. Và một phần thứ hai của action đó là mình có thể làm những automation, đó là mình có thể làm các cái task. Ở đây thì sẽ có gửi email này, gửi một cái thông báo này, gửi tin nhắn này, gọi một cái webhook này, thì thường thường là sẽ liên quan đến việc mình bắn thông báo về Telegram chẳng hạn. Đấy, rồi create new file này thì mình có thể tạo ra các cái file PDF, các cái file Word, các file Excel. Và Kona script này thì là nó sẽ phối hợp với cả cái script ở trên Google Sheet, các cái lập trình ở trên Google Sheet. Đấy, còn cơ chế kích hoạt của automation thì có hai kiểu. Một là kích hoạt theo những cái gọi là những cái data chain ấy, những cái hành động mình làm trên app, xem thêm sửa xóa, thêm sửa xóa. Còn cái thứ hai là nó kích hoạt theo định kỳ, theo lịch đặt trước, nhưng cái này thì phải tính năng trả phí thì mình mới dùng được. Rồi, thì cái phần mà anh đang nói đến đó là mục data. Thì ở đây sẽ có những cái trường dữ liệu cơ bản như này. Đầu tiên đây là tên cột này. Thứ hai là kiểu dữ liệu này. Thì như em đã giới thiệu thì nó có rất nhiều kiểu dữ liệu, nhưng mình chỉ cần quan tâm khoảng 5 đến 7 kiểu dữ liệu chính mình thường dùng, đó là date này. Date là ngày, date time là ngày giờ. Năm enum và enum list là cái kiểu dữ liệu lặp đi lặp lại. Enum thì cho chọn một giá trị thôi, còn enum list thì cho chọn nhiều giá trị, như em cài ở cái bảng search này. Đây. Rồi tiếp đến là kiểu dạng số này, số nguyên này, là number này, số thập phân là decimal này. Percent là phần trăm, price là tiền tệ. Đó, còn key và label này thì để mình quy định cái key ấy, thì sẽ mình sẽ chọn ra một cái trường dữ liệu nào mà nó không lặp lại giữa tất cả các dòng này. Đó, thì như anh thấy thì bảng data mình sẽ chọn là kiểu raw, mình sẽ chọn dòng raw number, bởi vì các cái dữ liệu còn lại nó đều có khả năng lặp lại hết. Còn search này thì mình sẽ chọn cột ID này. Còn valid này thì mình cũng sẽ chọn ID, bởi vì ID là cái nó không lặp đi lặp lại. Mình đang cài một cái câu lệnh là một cái ID nó tăng dần lên như này. Rồi tiếp đến là phía bên này thì cái cột show này nó cho phép mình quy định cái cột nào hiển thị lên và cột nào bị ẩn đi ở trên app. Rồi editable thì là mình quy định là cột nào được chỉnh sửa và cột nào không được chỉnh sửa.
Require thì yêu cầu là cột nào bắt buộc và cột nào không bắt buộc. Ví dụ khi anh thêm mới, anh thấy những cột nào mà có dấu sao này thì bắt buộc phải nhập nó mới cho lưu. Đây. Ok. Rồi, có hai cái chỗ để mình đặt công thức ở trong AppSheet, đó là formula và initial. Đó, thì em đã có một cái bài so sánh thì em sẽ mở cho anh luôn. Ở trên Excel anh biết đấy, nó là một công thức động đúng không anh? Tức là nó luôn luôn cập nhật giá trị mới. Ví dụ anh để cái câu lệnh là hôm mà today đi thì cứ sang ngày hôm sau là nó tự cập nhật đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng ở trên AppSheet ấy, câu lệnh nó chia làm hai chỗ đặt câu lệnh là initial và formula như em vừa giới thiệu cho anh. Đấy. Với formula và initial thì có sự khác nhau như này. Thứ nhất là gì? Khi mà mình tạo mới một dòng thì cả hai cái nó đều đề xuất công thức hết. Nó đều đề xuất cái giá trị nếu như mình để câu lệnh trong đó. Rồi. Nhưng mà khi mình chỉnh sửa cái cột nào mà mình đã tạo rồi ấy, mình chỉnh sửa nó cái lần hai ấy, thì chỉ có formula là nó sẽ nhảy giá trị mới. Nó tự cập nhật giá trị mới anh ạ. Còn initial thì nó sẽ không cập nhật. Em lấy một cái ví dụ như này cho anh dễ hiểu. Em lấy ví dụ là cái valid này nhá, mình sẽ có một cái trường dữ liệu ở đây là date time đi. Tức là ngày mình tạo cái dòng đó anh ạ. Ok, cái date time này mình sẽ khai báo bằng date time. Để sao nó bị tối rồi. Xóa cái này đi. Ok, đầu tiên em để công thức ở initial ấy nhá, today. Now đi. Sẽ là ngày hiện tại này. À thì ngày giờ hiện tại. Ở bên chủ công có bị mờ không ta? Sao bên anh nhìn cái màn hình nó mờ ta? Là do wifi bên anh. Có thể là do đường truyền kém ấy ạ. Đúng có rồi. Khó nhìn lắm không ạ? Cũng không khó, cũng ổn, nhưng mà hơi mờ sẽ ok chắc không sao. Ok, được, tiếp tục được chứ. Ok, em thêm một cái view mới nhá để anh nhìn thấy được cái tác dụng của nó này. Name user đi hả? Cái này đi. Rồi, ví dụ như khi mình thêm mới một dòng đi. Ví dụ em thêm mới một cái kiểu no này là cho là 1 đi. Rồi cái group em thêm một cái vớ vẩn gì đấy. Rồi. Để anh nhìn thấy nhá, nếu mình để công thức ở trong initial ở đây. Initial. Rồi bây giờ mình lưu lại nhá. Đây, cái dòng mình vừa thêm là cái này. Rồi ra. Chúng ta sẽ sắp xếp ngược lại cho nó dễ tìm. Đây, cái mới này. Bây giờ khi anh bấm vào edit thì ở đây là 84429 nhá. Ừ. Thì nó vẫn là 84429 đúng không ạ? Được. Đó, nhưng bây giờ mình chuyển cái này, công thức này mình chuyển sang formula. Rồi, bây giờ mình edit thì có hai cái thay đổi. Thứ nhất là gì? Cái cột này mình không được sửa nữa. Mình không được sửa bằng tay nữa.
Và thứ hai là rồi. nó tự cập nhật cái giá trị mới nhất này. Nãy là 84429, bây giờ là 84605. Có nghĩa nó cho cái override lên. Vâng, vậy thì sự khác biệt giữa hai cái này là gì? Thứ nhất là gì? Để công thức bên initio ấy thì nó chỉ đề xuất cái lần đầu tiên mình tạo cái dòng đó thôi. Còn cái lần mình sửa ấy nó không tự cập nhật giá trị mới. Còn với formula thì thứ nhất đó là mình không thể chỉnh sửa cái giá trị. Và thứ hai là mỗi lần mình bấm vào chỉnh sửa thì nó sẽ tự cập nhật giá trị mới. Đấy. Nó có lưu lại lịch sử không ta? À, không ạ, thường thường là mình sẽ phải thêm cái tính năng đấy. Mình phải làm, nói chung là có những hành động để thêm cái tính năng đấy. Rồi tiếp đến những trường tiếp theo trong cái bảng table này thì sẽ có bảng display name và description. Thì mục đích của hai cái bảng này nó đều là đặt lại tên cho cái cột này ạ. Tức là cái tên hiển thị trên app ấy. Đấy, ví dụ như cái chain này nhá, nãy anh muốn đặt lại nó chỉ là chain thôi đúng không anh? Đúng rồi, cái chart 2. Rồi, chart 2 nhảy đi. Đúng rồi. Thường là tech anh nên tạo thói quen là có một cái ngoặc kép ở bên ngoài này. Có lần còn kép ra ngoài nó có hiển thị ngoài không? Cái view có hiển thị không? Không, nó hiểu đấy là một kiểu tech anh ạ. À. Rồi thì anh nhìn thấy bây giờ tại trong phần dashboard của mình ở đây nó hiện là chart tay đây anh. Ok, có nghĩa là mình thực chất là cái giá trị đó mà không thay đổi, mình chỉ thay đổi cái bề ngoài của nó thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi còn description thì nó vẫn là thế, nhưng nó thay đổi trong cái form view của mình, trong cái view form của mình. Ví dụ chart tay này em thêm một cái số 2 này nhé. Rồi bây giờ mình load lại. Đây, anh thấy ở đây. À, khoan. Đây là cái form mấy mất rồi. Nó vẫn hiện rồi. Ok, mình lấy một cái khác nhá. Bây giờ mình đổi sang cái này đi. Ở đây cái này là nhóm đi, em đặt như này tí nữa anh sửa lại cho em nhé. Nhóm này. Còn ở đây là nhóm 2 này. Đây mình sang bảng này. Anh nhìn thấy ở đây nó là chữ nhóm nhé. Nhưng khi anh bấm vào kiểu view, đây nó là nhóm này. Rồi. Nhưng khi anh bấm vào đây phần form view form ấy, tức là cái view mà để mình nhập chỉnh sửa dữ liệu ấy, thì đây nó là nhóm 2. Vậy thì cái khác nhau ở đây là gì? Cái khác nhau là display name ấy thì nó hiển thị ở những cái kiểu dữ liệu nó gọi là tổng quát ấy, các kiểu bảng này, rồi các kiểu xem chi tiết này. Nhưng mà trong view form này thì nó sẽ hiện ở trong cái description này. Vậy thì mình có thể có tính năng ứng dụng hai cái này linh hoạt như thế nào? Ví dụ như ở đây nhé, anh điền đây là nhóm. Nhưng mà trong cái phần description thì mình có thể mô tả kỹ hơn cho nhân viên. Mỗi lần nhân viên nhập liệu ấy anh, thì họ sẽ đọc được một cái dòng ghi chú ở đây luôn. Ví dụ ở đây các bạn phải nhập nhóm, quy tắc nhập là gì đấy. Đấy, ví dụ kiểu như thế ạ. Thì đó là sự khác nhau giữa display name và description. Yes. Rồi, các bốn cái tùy chọn dưới cuối cùng này ấy, thì anh chỉ cần quan tâm cái search này thôi. Bởi vì anh sẽ dùng rất nhiều. Những cái cột nào mà được tích search vào đây ấy, thì mình có thể tìm kiếm được trong này. Ví dụ ở đây, khi anh bấm vào filter ở đây này, nó thì nó sẽ cho phép mình tìm kiếm ở đây. Hoặc là khi anh bấm vào trên này đi, Gravac nữa, ví dụ như này đi, thì nó sẽ cho phép mình tìm kiếm. Đây, nó tìm ra những cái gì. Đấy. Còn nếu như anh bỏ tích chọn ở đây thì mình không tìm kiếm như thế được. Ok. Cái scan này thì nếu trường nào mà anh tích là scan thì nó sẽ cho phép mình tạo ra cái tính năng quét QR code ở trên điện thoại ạ. Rồi cái NFC này là một cái tính năng mà em thấy là cũng hay nhưng mà thật sự là ít cơ hội được sử dụng. Đó là nó giống như kiểu một cái AI ấy, anh chụp một cái ảnh lên nó có thể đọc được các cái chữ ở trong đó. Đấy. Còn cái PEE này thì nó sẽ là gọi là em đọc thì nó mô tả như kiểu là bảo mật hơn ấy.
Ví dụ như là anh chọn một cái, mình có những bảng dữ liệu mà nó là trường mật khẩu chẳng hạn đi, thì mình tích cái PE này, thì mỗi lần mà mình muốn xuất cái dữ liệu đấy ra ngoài là nó sẽ hỏi mình rất kỹ là đây là cái thông tin nhạy cảm bạn có muốn xuất ra ngoài hay không ấy, kiểu thế. Cái bảo riêng tính bảo mật đúng không? Dạ vâng, chỉ như thế thôi. Rồi những cái khác nữa là gì, trong cái bảng data này thì sẽ có cái phần table setting này, thì mình có thể set nhanh quyền là bảng này cho phép update này, add dòng mới hoặc là delete này. Đây, rồi còn những cái khác thì em nghĩ là không chưa cần dùng đến đâu. Còn trong Ok. cái view này thì sẽ có những cái quan trọng như này. Thứ nhất đó là cái view name, cái tên của cái cửa sổ hiển thị của mình ấy ạ. Tất nhiên là mình cũng sẽ có thể đặt lại cái tên này được. Ở bên dưới này có phần display đây. Đây, thì tên hệ thống là một kiểu mà tên hiển thị là một kiểu. Rồi, các kiểu view type ở đây thì như em đã giới thiệu ấy, nó có cơ bản một số những kiểu này. Thì trên AppSheet thì nó không cho mình tùy biến quá nhiều kiểu như là những cái phần mềm mà nó gọi là lập trình full code này ạ. Rồi, position thì anh lưu ý cho em ấy, trong AppSheet có 4 vị trí để đặt một cái cửa sổ xem như này. Thứ nhất ấy, Rồi. phía dưới này thì mình sẽ gọi là primary, là sẽ bao gồm từ cái first này cho đến cái last này. Đấy, chỉ có sắp xếp vào cái nào đầu, cái nào cuối thôi. Rồi, tiếp đến menu. Menu navigation thì sẽ là hiển thị ở trong này. Đây. Đây anh ạ. Alo anh. Đây. Ok. Rồi cái phần reference này, rep này thì chính là những cái view mà nó bị ẩn đi. Mình chỉ có thể Rồi. xem được nó bằng cách gọi nó ra thôi. Ví dụ như là cái chat đấy nhá, hai cái chat này em cho nó ẩn đi, trên này anh không tìm thấy được ở đây. Anh Rồi. cũng không tìm thấy được ở đây, nhưng mà mình có thể thấy nó ở trong kiểu report này bởi vì mình gọi nó ra trong này. Đây. Rồi. Đấy. Và cuối cùng là một vị trí nữa, đây là cái phần system generate này, thì sẽ chỉ bao gồm 3 kiểu, đó là detail form, tức là kiểu xem chi tiết này, form nhập và một cái kiểu xem liên kết thôi, thì hiện tại mình chưa có bảng nào như thế cả. Ok. Rồi, những cái tiếp đến anh sẽ phải lưu ý đó là hai ba cái trường, đó là sort by ấy, thì thường thường trong Excel thì mình mong muốn là nhập cái nào cuối cùng thì nó sẽ đẩy lên trên ấy, thì đây là cái trường sắp xếp dữ liệu. Ví dụ em đang xếp row number theo ngược lại ấy, tức là dòng nào mà tạo cuối cùng thì nó sẽ lên trên cùng. Rồi mình có thể sắp xếp theo nhiều cấp kiểu như này, nhiều lớp kiểu như này. Đấy. Còn group by ấy thì mình sẽ nhóm các kiểu dữ liệu lại với nhau. Ví dụ như em lấy cái valid này nhá. Ở trên app mình đang hiện như này, valid nó hiện như Rồi. này, có những cái nhóm lặp đi lặp lại đấy. Thì em sẽ nhóm nó lại. Có nghĩa là dùng cái chức năng này cho cái mà tìm kiếm của anh hồi nãy đó anh chiều làm đúng không? Vâng. Ok, rút lại. Ok, rồi mình sẽ group lại bằng cao nhà đi. Rồi. Rồi em đáp lại. Đây, anh thấy nó đã group lại rồi đây. Đấy, còn nếu anh muốn group hai cấp ấy thì anh sẽ thêm một cái round number như này nữa. Hoặc là anh muốn group theo hai cấp kiểu gì cũng được, theo ngày cũng được hay là theo nhiều cái, nhưng mà nếu như mình group hai cái thì dùng trên điện máy tính mình nhìn nó rất rất trực quan. Đây, bao nhiêu kiểu nó liệt kê phía bên này, nó có một cái gọi là menu phụ kiểu như này. Mình bấm vào đây thì nó sẽ ra các loại, mà mình bấm on thì nó sẽ vẫn ra cái bảng tổng của mình. Ok. Rồi, tiếp đến là cái phần group aggregate thì anh thấy rồi đúng không ạ? Nó có rất nhiều kiểu đếm này, rồi sum này, rồi giá trị trung bình này. Đấy. Min max Còn column order là mình đưa gọi những cái cột mình muốn hiển thị ra thôi ạ. Có những bảng rồi có thể là 20 cột nhưng mình chỉ muốn hiển thị một vài cột thôi. rồi Ví dụ cái valid này thì em không cần hiển thị cái cột cuối cùng mà mình vừa thêm vào, date time thì mình không cần. Đấy, mình bỏ on as a column đi. Đấy, thì bây giờ khi vào xem ấy. cái bước này là mình bắt buộc mình phải set up đúng không? Setting đúng không? Vâng. Nên là làm AppSheet nó Có nghĩa có là mình đang rất. ở trong giai đoạn mình hoàn thiện cái app, mình cho đây là bước bước đó. Dạ vâng. Rồi dưới này thì có phần cái icon này, đặt lại tên hiển thị này, đặt cái điều kiện hiển thị, thì sau này sẽ liên quan đến phần phân quyền anh ạ. Rồi. Phân quyền hiển thị. Rồi cái behavior này thì cho phép là mình sẽ gắn vào các cái action vào, để mà khi mình thao tác trong bảng anh, cứ mỗi lần mình mở một cái form này lên này, lưu lại thì cho phép là nó tự động hoạt động, kích hoạt một cái hành động gì đấy. Thì sau này sẽ có rất nhiều những bài toán mà mình sẽ dùng cái này, nhưng mà tạm thời trước mắt thì mình chưa dùng đến.
Ok, về view thì cơ bản là có như thế anh ạ. Ok. Về phần action thì hình như hôm nọ em có liệt kê cho anh rồi đúng không? Thì Đúng rồi, em... có nhiều cái action đúng rồi, giống như cũng giống Excel thêm dán các kiểu Vâng. copy gì rồi là Vậy thì chắc là em xin phép anh là 9 giờ mình sẽ nghỉ, thì em sẽ định hướng cho anh trước một số cái để anh có thể tự làm cho thêm cái app của mình nó hoàn thiện lên. Thứ nhất rồi. là anh thêm cho em một cái danh mục user để sau này mình làm liên quan đến phân quyền anh ạ. Ông Rồi. nào được nhìn, ông nào được thêm sửa xóa, ông nào được xuất báo cáo. Rồi. Nó thì cái phần user thì thường là nó sẽ có những cái trường này. Ok, rồi sẽ có một cái ID, user ID. User ID này, rồi một cái tên full name này. Rồi sẽ có một logo của họ đi, một cái image của họ. Sẽ có bộ phận đúng không ạ? Bộ phận này. Phòng ban này. Rồi sẽ có mật khẩu của họ. Thì chức vụ họ là position này. Rồi, tiếp đến là sẽ có chức vụ hôm nọ tiếng Anh là gì gì nhỉ, em quên mất Nó rồi. position được rồi. À đúng rồi, position là chức vụ đúng không? Rồi tiếp đến là một cái permission, nữa là cái quyền ở trên app sheet đấy. Đúng rồi, Rồi cái mật khẩu quên. này sẽ có một phần password. Rồi và bên này thì mình sẽ có các cái quyền quyền xem là tra cứu đúng không ạ? Lúc này rồi sẽ có một cái quyền thêm này, sửa này và quyền xóa. Thì cái này anh cứ cứ điền vào cho em, anh cứ điền vào cho em tất cả phía trên này. Ở đây permission này anh chỉ cần điền là admin hoặc là user thôi. Còn bốn cái cột phía sau này thì em với anh sẽ cùng nhau làm tiếp. Đấy thì anh sẽ thêm cái bảng này vào, thì trên kênh của em cũng có những video nói về tạo màn hình đăng nhập các thứ ấy, thì anh cứ cứ thử tự làm trước anh ạ. Em thấy em hướng dẫn nó rất dễ dễ làm đấy ạ. Rồi ở đây thì mình sẽ thiếu một cái thường là sẽ có một cái menu home để mình liên kết các cái kiểu xem này lại với nhau ấy anh. Đấy, sẽ có một cái kiểu xem trực quan nó giống kiểu như này, ví dụ kiểu đâu để em xem có một cái app khác không nào. Ở đây thì em chưa có một cái app khác nhưng mà anh có thể tìm trên trên kênh của em anh ạ, cũng có hướng dẫn luôn. Thì mình sẽ tạo ra cái menu home để liên kết các kiểu xem này vào. Chứ bây giờ các kiểu xem này mình cứ phải bấm bấm tìm ấy anh, thì nó không trực quan lắm. Đây, cách tạo menu home